sắp chết xong bố mới nói, bảo là bố có bệnh nhưng em không có tiền đi đi chữa bố. Xong là bố mới bảo là bố xin lỗi, bố nợ tiền 50 triệu, bây giờ em chỉ muốn là giả hiện ngân hàng xong à mai sau mới cùng ông bà ở yên ạ. Nhưng mà bây giờ không giả thì mai sau họ ra lấy đất thì em không có đất để nuôi cho ông bà. Cháu được xin mến chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bán Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực có nhận được một cái cuộc điện thoại của em Quân, biết tin là hôm đó cháu Lực bị chó cắn của bác. Và cháu Lực cũng được rất là nhiều cô bác anh chị có gửi tin nhắn cho cháu Lực và nhắc ở trên kênh. Thì cháu Lực cũng đã đi tiêm về rồi. Và cái lần này đi tiêm thì cháu Lực tiêm là 5 mũi. Và cháu Lực đã hoàn thành tiêm 1 mũi rồi, còn 4 mũi còn lại nữa cô bác. Người ta hẹn cháu Lực là trong 28 ngày thì phải tiêm đủ 8 mũi cô bác. À tiêm đủ 5 mũi thì mới có hiệu quả được cô bác. Và cháu Lực nhận hôm trước thì có bác Cindy Lê có mua điện thoại cho em Quân. Và về phần em Sử thì cũng có được bác Vương, bác Trần Thùy Tiên là bác mua điện thoại cho em Sử nữa. Và còn về cái phần của em Quân ấy cô bác, thì vừa rồi em Quân có điện cho cháu Lực và hỏi cháu Lực về cái vấn đề mà cháu cắn như thế nào ấy. Thì em ấy bảo là bây giờ em ấy lên trên cái phòng trọ mà cháu Lực vừa mới thuê cô bác. Cái phòng trọ này cháu Lực vừa mới thuê đâu đó là tầm hơn một tuần thôi. Và hôm nay thì cháu Lực muốn ghi lại hình lại một thước phim nho nhỏ về xem là em Quân đến thăm cháu Lực như thế nào ấy cô bác. Thì cháu Lực sẽ ghi hình, cháu Lực muốn là ghi hình và đăng tải cái thước phim này lên cô bác. Còn về cái phần phòng trọ này thì cháu Lực vừa mới thuê được tầm độ 1 tháng thôi. Và bên trong thì có vẻ là rất là nhiều, còn rất là nhiều đồ, thành ra là còn rất là bừa bộn. Thì rất là mong quý ông bà có chú anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực. Đừng có nói cháu bảo là sống mà không có ngăn nắp gì cả cô bác nhé. Ôi Quân à, vâng. Ê, đi vào đi. Vâng. Quân thì mới từ nhà lên à? Vâng. À hôm nọ thì ai bảo là biết tin anh bị chó cắn? Em cũng không biết ạ. Trên phim thì em mới thấy. Xem trên thức phim anh chia sẻ lên à? Vâng. À xong là biết à? Vâng. Đây bị cắn một vết đây mà này. Vết vâng. Nhỏ thôi mà. Vâng. À, nhưng mà chó đấy là nó là chó nó là chó đẻ ấy. Vâng. Hôm đấy là anh không chạy kịp. Vâng. Nó đuổi thì anh muốn chạy rồi. Vừa từ nhà lên là mấy giờ? 5 giờ. 5 giờ à? Vâng. Thế làm hết xong việc ở nhà chưa? Rồi. Đi bộ lên à? Vâng. Từ nhà Quân mà lên đến bộ đi bộ đến sáng thì rơi vào tầm 1 tiếng đồng hồ nhỉ? Vâng. Hay Quân nói chào các ông các bà đi. Vâng. Con kính chào quý ông bà, cô chú anh chị ạ. Quân thì hôm nay có bác lúc mà điện thoại cho cháu Lực xong thì em ấy lặn lội từ phải nói là hơn 1 tiếng đồng hồ để đi bộ lên đây. Cháu Lực bảo là không biết em ấy biết trọ cháu Lực ở trên này rồi, em ấy chỉ có điện bảo là cháu Lực có ở nhà không và biết tin là cháu Lực bị cắn ấy, thành ra là em ấy bảo là lên và thăm cháu Lực. Đây. Đây giờ. Này là gì đây? Mật ong ạ. Mật ong á? Vâng. Này mật ong mày lấy đâu về? Hôm trước em thấy bên kia một tổ xong là em vừa đi lấy được một ít. Lấy một ít à? Vâng. Không mang đi bán à? Không, chưa nên lấy thì em chỉ lấy một ít về cho anh thôi. À là cái này là không lấy cả tổ đâu à? Vâng. Chỉ lấy một ít về cho anh ạ? Vâng. À đây là sứa à? Vâng. Không đi mua sứa à? Lấy tiền đâu ra mà mua? Hôm trước là tiền em đi nhà hạt trầu. Nhà hạt trầu để mua sứa cho anh nhá. Vâng. Ôi giời. Người Quân thì đi nọ đi nhặt hạt trầu của bác bán được một ít hạt trầu xong là mua sứa lên cho cháu Lực này. Hạt trầu này thì bán được bao nhiêu? Một cân 10.000. Một cân 10.000 à? Số này thì bao nhiêu tiền? 30.000 ạ. 30.000 á? Vâng. Số này thì 30.000 ạ. 30.000 thì 3 cân à? Vâng. Thế một ngày em nhặt được bao nhiêu cân? Một ngày nếu mà đi cả ngày thì chắc tầm 15 cân ạ. Được 5 cân á? Vâng. Đi cả ngày được 5 cân? Vâng. 5 cân này, ở đây là mình bán theo khô hay là tươi? Khô ạ. Khô à? Vâng. Là người ta lấy mình 5 cân khô là được có 50.000 thôi à? Vâng. Ở nhà lúc mà đi lấy thì nhặt làm hết xong việc nhà đi chưa? Rồi ạ.
làm xong rồi hỏi ông bà xong mới đi à? Hỏi ông nhà, hỏi ông bà xong mới đi đúng không? Vâng. Ở nhà thì đi làm cái gì đấy? Nếu mà đi lên trên rừng là đi tìm hay là đi nhặt cái những cái hạt gì về bán đấy, thì trước khi đi thì bảo với ông bà nhá. Vâng. Đi đâu thì cũng phải bảo với ông bà thì biết còn đường mà đi tìm nhá. Vâng. Đấy, hôm nay thì Quân lên thăm cháu Lực, còn mua hẳn cho cháu Lực là một dây sữa Farmy này cô bác này, và thêm một chút mật ong đấy này. Sao không để bán đi, xong rồi mang cho anh làm gì? Nhà vẫn còn ạ. Nhà vẫn còn á? Vâng. Nhưng mà còn thì đã lấy chưa? Anh để ra đây nhá. Chưa ạ, vâng. Thì cái mật ong này thì Quân là nghe cháu Lực bị đau họng với lại bị sốt rồi cô bác. Thành ra là chắc là em đi lấy một ít để về để cho cháu Lực này. Cái tổ này thì chắc là chưa có được già cho lắm đâu. Cháu Lực nhìn thấy là vẫn còn vàng này. Vàng vàng, hơi đen đen một chút thôi. Nếu mà tổ nào mà nó mà già đấy thì là nó màu nó đen rất là đen đúng không? Vâng. Thế tiện thể thì bây giờ em đi hộ anh cắm một ấm nước đi. Đi cắm một, đi lấy một ít nước xong rồi cắm nhá. Phòng này thì đâu đó cho Lực thuê đâu đó độ tầm là 10m2 các bác ạ. Cái 10m2 như này thì cho Lực đặt một cái giường. Thế còn cái góc bên này là cái góc mà cho Lực đi lên trên bảng về các bác. Thì cho Lực làm video xong mà cháu đăng cho Lực đăng tải lên, và phải nói là cho Lực rất là vui mừng các bác ạ. Khi chị Trần Đồ Giám thì có hỗ trợ cho Lực một số trang thiết bị mà để cho Lực đi, để cho Lực làm các bác ạ. Qua cái thước phim này thì cháu Lực xin được gửi lời cảm ơn tới chị Trần Đỗ Giám Minh rất là nhiều. Chúc chị cùng gia đình thật nhiều niềm vui và thật hạnh phúc trong cuộc sống chị nhá. Nước thì cắm đã sôi chưa? Lấy một ít cốc nha. Lấy cốc nha. Ui, Hải về đây à? Ở nhà đi. Hải là cũng ra đây à? Dạ. Vừa đi học về à? Dạ. Hải thì cũng ra đây rồi cô bác này. Đằng sau em thì còn phải đeo túi này. Vừa đi học về luôn à? Vâng. Nào hôm nay thì học mấy tiết? Học 2 tiết à? Thế ngồi xuống đây này. Ngồi xuống đây thì mới ấy được. Hãy Hải chào các ông các bà đi. Cháu chào các ông các bà. Hải đi học thì biết là anh trọ ở đây đang qua đây luôn à? Vâng. Đấy, bây giờ thì cháu được trọ ở trên Sái của bác, thì rất là gần cái trường học của Hải thôi. Thì Hải đi học thì xong rồi qua đây luôn. Không khéo một tí xử đi đón là cũng qua đây luôn đấy nhỉ? Vâng. Đấy, ngồi ra đây này. Đấy, sợ bên kia không thấy mấy. Mày đi học thì mặc những cái bộ quần áo. Cái áo này là hôm nọ là được bác Thảo Đố là bác gửi cho cháu Lực, và cháu Lực gửi cho cháu Lực thì cháu Lực có nhặt ra một số bộ là đưa cho em Hải và em sửa nó. Chân này bị làm sao đấy Hải? Hôm nọ em bị ngã trước kia rồi. Hôm nọ là bị ngã trên kia? Vâng. Đi đâu mà bị ngã? Không đi đâu rồi, nhưng em hôm nọ em đi xuống kia thì em ngã rồi. Đi nọ xuống kia? Vâng. Quân lấy cho anh một cốc đi, lấy cho anh ba cái đi. Anh em pha một ít mật ong này. Này, bây giờ anh cũng đang đau họng nữa. Yeah. Hôm nay thì lên thì anh cũng không cầm chanh lên nhỉ? Mật ong này rất là thơm của bác này. Hôm qua vừa mới đi lấy về ở Quân. À. Mật ong này thì cái công dụng của nó thì nếu mà cô bác nào mà muốn quan tâm tới mật ong của ba ông cháu thì có thể là mật ong của ba ông cháu này, mật ong của em Quân này thì có thể điện cho cháu Lực để cháu Lực gửi được những cái lít mật ong mà nguyên chất tới tay cho các ông bà, các cô chú, các anh chị. Đây, mật ong này đặc xịt đó cô bác này. Hay ở đây là mật ong tổ nó trên cây cao à? Ừ. Mật ong này thì là mật ong khoái đấy các bác này, nếu mà tổ nó trên cây cao ấy. Ừ. Chứ không phải là mật ong rừng. Nếu mà mật ong khoái với lại mật ong rừng thì mật ong nào to hơn? Mật ong khoái à? Mật ong khoái là con to hơn à? Ừ. À. Em đi lấy một chút đúa về đi. Ừ. Em đi lấy đôi đúa về đi. Đấy kia kìa. Đấy, ở ngoài kia. Đúa. Bây giờ mà có thêm một tí chanh nữa vào thì pha lên xong là uống vào thì nó rất là tốt cho sức khỏe này cô bác này. Buổi sáng mà các bác dậy ra đánh răng rửa mặt xong thì làm một uống một cái cốc mật ong, xong là đến lúc tối mà đi ngủ thì lại làm thêm một cái cốc mật ong nữa thì rất là tốt cho sức khỏe luôn cô bác.
Cái mật ong này thì có thể là ngăn ngừa được rất là nhiều bệnh luôn và rất là tốt cho sức khỏe luôn cô bác. Đấy, ở đây thì nếu mà nó là cái mật ong mà mật ong không phải mật ong chuẩn đấy cô bác, mình đổ nước vào nó sẽ tan luôn này. Mình phải lấy khoái khoái một chút. Hôm qua đi lấy thì có bị đốt không? Không. Không à? Có áo dài tay để đi lấy không? Áo dài tay không đấy? Có. Hôm nay thì có biết lịch sử nhà làm gì không? Không biết rồi. Không biết à? Dạ. Bây giờ thì cháu Lực còn cảm thấy là lạnh cô bác. Phải mặc áo khoác vào ấy. Đây, anh em mình làm một cốc mật ong đi. Cái cốc bây giờ mà có thêm một chút chanh nữa thì rất là hợp cô bác. Và cháu Lực cũng xin mời tất cả các ông, các bà, cô chú, anh chị là cùng ba anh em uống một chút mật ong cô bác. Hiện tại thì họng cháu Lực vẫn còn đang bị như kiểu có đờm này cô bác này. Còn con mời tất cả các ông bà của chúng chị cùng con uống mật ong. Cháu Hải mời tất cả quý ông bà của chúng chị cùng cháu Hải uống mật ong. Mật ong rất là thơm, ở đấy là pha một chút nước ấm ấm này, xong là uống vào nó cảm giác là nó rất là dễ chịu ở cái cổ họng này luôn. Hải thì vừa mới đi học luôn về luôn nữa. Hải thì hôm nọ có mú rất là nhiều mú, thì mú đâu hết rồi? Em để nhà hết rồi. Để nhà hết à? Vâng. Sao không để trong cặp mà đi? Mà đi một cái. Ngày mai em lấy đi. Thấy, bây giờ thì nó không có mưa, bây giờ thì nó nắng ấy. Mà kể cả nắng hay mưa thì mình vẫn phải đội cái mú để đi theo. Vâng. Em thấy anh đi đến trường này em có bao giờ anh không có mú đâu. Vâng. Đúng không? Vâng. Ở nhà thì anh vẫn không có đội mú. Rất là dễ chịu rồi. Rất là thơm ấy mà đông ấy. Phải thăm anh à? Vâng. Biết anh thì làm sao không hả? Có. Anh biết anh thì làm sao? Anh thấy chó cắn. Chó cắn à? Vâng. Ừ. Hải, Sử thì Sử em Hải đi học về cô bác cũng đi mua một dây sữa Fami này. Cái dây này thì là rơi vào tầm là 30.000. Em đi đâu lấy tiền để mà mua? Số tiền hôm trước anh cho thôi ạ. À? Anh cho á? Vâng. Cái tiền đấy là anh cho em để mà ăn sáng mà. Vâng. Số cho các ông các bà cho thôi ạ. À? Các ông các bà cho à? Vâng. Cái buổi sáng này có nhịn ăn sáng không đấy? Vâng, ăn sáng thôi ạ. À? Vâng, ăn sáng à? Vâng. Buổi sáng thì đi học thì đi ra ngoài mua cái bánh mì này, mua hộp xôi này là để ăn nhá. Vâng. Nhớ là không có được là nhịn ăn sáng nhá. Vâng. Đấy, như các em đang đi học này nhịn ăn sáng thì phải nói là học nó không có được tập trung ấy, lúc mà đói ấy. Vâng. Hết tí mật ong đã rồi anh em mình nói chuyện cho nó ấm ấm giọng cho nó trong cái giọng đi. Đấy, anh cảm ơn nhá. Vâng. Và anh xin nhá. Vâng. Đấy, nhưng mà anh lấy hai hộp thôi nhá. Để em em cứ lấy hết đi. Để em mang về xong là một tí cho ông nhá. Vâng. Đấy, anh xin hai hộp thôi. Đây, ở đây thì cái lòng của em mà cho ấy cô bác thì cháu Đức không có nhận thì nó cũng không có được. Đấy, em cất vào cặp đi, xong là một tí là mang về để cho ông với lại cho ông với lại anh Sử với lại em nhá. Ui, cặp thì nặng hết. Học bao nhiêu môn đấy? Anh xem nào. Cặp thì rất là nặng này cô bác này, ở chỗ này này. Ở chỗ này thì chắc là rơi đâu đó được tầm là 3 đến 4 cân đấy cô bác, rất là nặng. Hôm nay thì học những môn gì? Môn toán này, môn tiếng Anh này. Tiếng Anh thì có biết câu nào không? Anh lịch có biết không? Có biết từ hello không? Tiếng Anh biết đếm đến bao nhiêu rồi? Cô giáo chưa dạy á? Chưa dạy đâu. Thế sao đây có tiếng Anh lớp 8 rồi? Chưa dạy tiếng đếm đó. À, chưa dạy đếm à? Vâng.
Nhưng là anh cũng nhớ mang máng là đếm đến 10, 1, 2, 3, 4, 5. À, anh chỉ đếm đến 20 thôi. Đấy. Bao nhiêu năm mà cầm cặp sách thì có bác học được đếm đến 20. Xong là máy tư đấy. Đây là giáo dục công dân này. Đấy. Cái quyển này thì là quyển dạy đạo đức này. Khoa học tự nhiên. Khoa học tự nhiên này. Ôi, đi bao nhiêu môn rồi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Một ngày học 6 môn à? Vâng. Là học cả ngày đúng không? Cả ngày. Cả ngày à? Vâng. À. Đi học thì cặp sách đến trường này có bác này. Hôm nào cũng các bà cặp sách đến trường trên đôi vai của mình. Đây là bút à? Ở đây có cả bút à? Vâng. Ngăn ngoài thì để cái gì? Ngăn ngoài cũng để bút à? À, toàn là để bút thôi nha. Đấy, đây thì một tí nữa là anh xử đi, anh xử xong đón đấy, rồi thì mang về nhá. Dạ. Để anh xin hai hộp thôi nhá. Dạ. Anh để đây đã nhá. Mà anh em mình ngồi nói chuyện một chút. Đấy, còn Quân cũng thế thôi. À, cái số mật ong này thì là thôi anh cũng nhận nhá. Dạ. Còn sứa thì anh cũng là nhận hai hộp thôi. Đấy. Mang về để cho ông này, cho bé Hiếu này, cho bà này nhá. Đấy. Nói là hôm nay bất ngờ được các em xuống thăm bất ngờ như này của bác. Phải nói là cháu Lực rất là vui mừng trong lòng của bác. Khi mà các em biết là cháu Lực bị một cái gì đấy thì các em cũng rất là quan tâm. Còn là Sử thì hôm nay là chắc là đi hộ người ta gặt lúa hay sao ấy. Sử thì cũng có gọi điện cho cháu Lực và nhắc nhở cháu Lực thôi cô bác. Đấy, bây giờ thì đi học thì cũng phải cẩn thận nhá. Đi từ trên kia xuống, nếu mà hôm nào mà đi bộ thì cầm theo làm một cái cây gậy nhá. Quân ô thế nhá, đi đâu cũng phải cầm theo cây gậy nhá. Đấy, bây giờ nó không phải là chơi chó của ngày xưa nữa. Chó của ngày xưa thì cắn không có sao đâu, nhưng mà chó đây bây giờ thì nó bị dại, thành ra là mình phải đi tiêm ấy. Đấy, rất là nguy hiểm chó này ấy. Thì hôm nọ thì anh cũng bị cắn được đến 2 ngày. Xong mà được bác Vương Kim Thanh này, bác Kim Hoàng này, bác Trần Thị Tuyên này, bác An Phạm này nhắn tin gọi điện cho cháu Lực, gọi điện cho anh rất là nhiều. Đấy, gọi điện cho anh rất là nhiều. Bác Kim Hoàng còn không biết là gọi cho anh là bao nhiêu cuộc rồi. Đấy, gọi cho hôm đấy thì anh bị sốt đấy, bị sốt rồi là anh đi ngục luôn, anh không có nghe được. Tại vì là giờ Việt Nam của mình không, giờ của mình đang ở hiện tại thì không bằng giờ mà các bác đang ở. Thí dụ như bây giờ mình đang là gần đến ban đêm rồi, nhưng mà ở bên kia nó là 5 giờ sáng. Đấy, cách ở mình 11 tiếng đồng hồ. Đấy, các bác liên lạc cho em ấy rất là khó. Như Hà thì kết bạn Facebook với bác Trần Thị Tuyên này đúng không? Bác lúc nào mà có mạng thì có thể là nhắn tin cho bác hỏi thăm sức khỏe bác nhá. Vâng. Mình được các bác quan tâm thì mình cũng phải biết là gửi những cái lời cảm ơn, những cái lời mà hỏi thăm tới các bác. Vâng. Và anh cũng dặn luôn hai em này, bây giờ thì chưa có Sử thì anh ấy dặn riêng. Ở đây nếu mà như Hải này đi học về nhá, dạ, có người lạ bảo là đưa đi về nhá, dạ, là không có lên xe nhá. Dạ. Còn như Quân cũng thế này, đi lên trên rừng về gặp người lạ nào mà đưa đồ đưa đạc cho mình để ăn này, xong là bảo lại đến nhà là tuyệt đối là không có lên xe nhá. Dạ. Thế tại vì là ở trong đấy mình không biết là nó là có những thứ gì này, có khi anh đã từng là gặp những cái trường hợp mà cho mình ăn kẹo này, ăn thạch này, có khi là trong đó mình không biết là có cái gì. Lúc mà mình ăn xong là mình cứ đi theo người ta thôi. Nói là uống xong một cốc mật ong thì cổ nó thay đổi rất là nhiều này. Hôm đó thì anh bị một chó cắn một vết đây thôi này. Nếu một vết rất là nhỏ thôi, nhưng mà các bác cũng bảo với anh rằng là chó bây giờ nếu mà mình mà bị đứt tay một chút này, vâng, nó chỉ cần liếm qua tay mình thôi là nó cũng đã bị rồi. Còn là như chó của nhà Sử thì nhà Hải thì trước cũng đã tiêm rồi đúng không? Vâng. Đấy, chó tiêm rồi thì không có sao. Nhà Quân thì hình như là không có chó đúng không? Có một con bé tí thôi. Có một con bé à? Vâng.
Thì cứ ngồi ở đây đợi đến Sử đón về đã nhỉ. Rồi thì về nhà sau. Còn là như nhà của em Sử và em Hải, nhà của với ông thì bây giờ trời cũng đã nắng được 2 hôm rồi cô bác, thì sẽ bắt đầu tiến hành là lấy vật liệu vào để làm nhà cô bác. Bây giờ thì chỗ mà trước cháu Lực cũng đã ghi hình đến cô bác. Thực sự ra để mà nói mùa này ở trên thôn của Hải với Sử thì bà con là đang gặt, thành ra là không khó sửa được đường lớn để mình vận chuyển được vật liệu đi vào. Bây giờ thì cháu Lực sẽ tính là cái cách khác thôi cô bác ạ, chứ cũng không thể trông chờ vào đợi lúc nào mà bà con người ta rảnh thì người ta mới sửa đường cho mình. Nhưng mà điều đấy thì không có trông chờ nào với các bác, tại vì cháu Lực muốn là làm cho ba ông cháu càng sớm càng tốt, có thể là trước cái mùa đông, có thể là trước Tết này này cô bác, không phải là có thể mà là chắc chắn là sẽ phải là trước cái mùa đông hay là trước Tết này rồi cô bác ạ. Nếu mà bây giờ lấy vật liệu được vào thì thợ vào thì xây cho nhóm cái tầm độ 1 tháng nữa là xong rồi. Là Hải có nhà mới không? Để nước để cho em ít nữa. Đem tí nước à? Đây ở nhà thì các em cũng có mật ong ấy, thì là đến lúc mà mình cứ pha mà uống một tí tí nhá. Đấy, bán thì mình cũng mang đi bán nó vừa vừa thôi. Đấy, để lại cho lấy được tầm mà độ 3 chai thì mình bán 2 chai, còn 1 chai thì mình để ở nhà mình dùng. Đấy, bao giờ hết thì mình lại lấy để nhá. Đấy, mật ong thì cũng rất là tốt cho sức khỏe của mình. Hay là một tí nữa thì Sử thì vừa rồi anh điện thì không có nghe máy, chắc là đang đi lấy cỏ hay đang đi đâu ấy. Đấy, thế một tí nữa thì anh sẽ đưa về luôn. Đi thì không mặc áo khoác à? Không ạ. Không à? Vậy. Anh ở trong nhà, anh ở trong phòng anh cũng cảm thấy lạnh đấy. Ngày hôm nay thì cảm thấy là rất là vui mừng thì cô bác ạ. Trong thời gian qua thì có duyên chia sẻ các em lên thì cũng được rất là nhiều cô bác anh chị mạnh thường quân cũng có gửi những tấm lòng vàng tới cho hai anh em. Hiện tại thì quý làm nhà của em Hải và em Sử thì bây giờ đã đủ rồi cô bác. Còn là những cái khoản phát sinh còn lại thì cháu Lực cũng chưa biết là nó phát sinh thêm cái gì. Còn là về em Quân thì hiện tại thì cháu Lực cũng có nắm cái tiền quý của em Quân là cũng được khá là nhiều rồi cô bác. Và để mà cất lên cho em một ngôi nhà mới thì có thể là cháu Lực chưa có làm được. Và để mà sửa cái ngôi nhà thì cháu Lực cũng chưa có sửa được cô bác. Và cháu Lực cũng rất là mong là cô bác anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước sẽ gửi những cái tấm lòng vàng và cái phần trợ duyên của các ông các bà tới cho em Quân, để cho em Quân có hay là sửa sang lại một cái ngôi nhà cho mình, để cho ông với lại bà với lại em có một cái ngôi nhà mà hợp ấm cúng hơn cô bác. Như ngôi nhà của em Quân thì cháu Lực cũng đã chia sẻ lên rồi, các bác các cô chú các anh chị có theo dõi những thước phim mà cháu Lực chia sẻ lên thì các bác cũng đã biết là cái hoàn cảnh của em Quân như thế nào rồi cô bác ạ. Hôm trước em đang ở với bà thì bác trưởng bản bảo gọi đi bảo là bây giờ thì bố mất rồi thì bố còn nợ tiền ngân hàng 50 triệu, bảo là nếu mà bây giờ thì cho em giả không lấy lãi. Bây giờ thì giả là không lấy lãi à? Nhưng bác vừa bảo là nếu mà nhà em có nuôi con gái thì em không có được giả đâu, nhưng mà tại vì em là con của bố thì em phải giả nợ, không à mai sau thì nhà em nếu mà có một con bò cũng là cho họ dắt. Bác trưởng thôn vừa gọi bảo là trước bác bảo là nếu mà không nộp thì lúc nào mà đi lấy lãi thì nếu mà không có tiền giả thì có bò lấy bò, có gà lấy gà, có lợn lấy lợn đi giả. Như cái trường hợp như này thì anh cũng đã gặp qua rồi ở trên nhà của em Cương các bác. Trước kia thì bố của em Cương thì cũng có vay là 50 triệu, nhưng mà cháu Lực cũng không biết là vay vì làm cái lý do gì.
nhưng mà bố của em Quân thì cháu được biết là vay để về để là trước là mua một con trâu à? Mua một con trâu về xong à bố bán đi làm nhà xong à bố cũng bị một căn bệnh cũng nói cho em để biết với ông bà biết xong à làm cho một căn nhà xong à bố mới xong à bố sắp chết xong bố mới nói bảo là bố có bệnh nhưng em không có tiền đi để chờ bố xong à bố mới bảo là bố xin lỗi bố nợ tiền 50 triệu mãi sau cho em giả bố bảo thế cho bố bảo là cho em giả bố bảo cho em giả hả? Vâng nếu mà không giả thì mai sau khổ ông bà nếu mà mai sau thì nếu mà nộp lại thì họ ra lấy đấy đất ruộng đi thì em không có gì để nuôi ông bà đâu nhà thì nếu mà cho nhà thì em tự tư làm nhà cũng được mai sau em đi tự đi khắc kiếm tiền để làm một cái chỗ ấm cũng được bây giờ em chỉ muốn là giả hiện ngân hàng sống à mai sau mới cùng ông bà ở yên ạ à. Thế là bây giờ nếu mà mình không giả thì người ta cộng là cái lái dồn cho mình đúng không? Vâng. Thế bây giờ về cái phần khoản ngân hàng của em ấy thì là nếu mà bây giờ mình không giả thì bên sau này bên nhà nước sẽ bên chính quyền sẽ cộng dồn lái cho mình đúng không? Và đến một cái thời điểm nào đấy thì là bên nhà nước người ta sẽ về thu và nếu mà không có đủ tiền để mà đưa cho người ta thì người ta sẽ thu hồi là ruộng đất của mình này với lại thêm vào tài sản của mình này. Hôm trước bác vừa bảo là nếu mà bây giờ không giả thì mai sau họ ra lấy đất thì em không có đất để nuôi cho ông bà và cháu không có đất để nuôi cho ông bà là không có đất đúng không? Vâng. Thế bây giờ anh cũng cộng luôn cái xem là tiền quý của nhà em là xem là bao nhiêu đấy còn về cái khoản ngân hàng của em là 50 đúng không? Vâng. Đi xong là bác chú hàng xóm bảo là bây giờ nhà không khổ rồi thì bây giờ đóng lại ngân hàng xong là lúc nào nếu mà chú đi làm được thì cháu em đi kiếm được ít tiền thì chú bảo là chú giúp làm một cái nhà thì cho em cũng được rồi bây giờ chỉ cần là giả nửa ngân hàng thế thì bây giờ tiền quý của nhà em Quân của bác thì cháu Lực cũng hiện tại là đang cầm là 44.060.000 đấy thì số tiền đấy là 50 triệu đúng không? Vâng. 50 triệu và qua cái thực phim này thì cháu Lực cũng xin quý ông bà, cô chú, anh chị, mạnh thường quân trong thời gian qua đã gửi những cái tấm lòng vàng tới cho em Quân thì cho cháu Lực xin được phép là sẽ dùng cái số tiền này để mà giúp cho em Quân trả cái phần là cái khoản ngân hàng đúng không bác? Và hiện tại thì cháu Lực cũng đã cầm là 44.060.000 rồi. Thì còn thiếu là 5.940.000 thì sẽ tròn là 50 triệu đồng. Đấy, qua cái thước phim này thì cháu Lực cũng vừa mới nghe em Quân là kể với cháu Lực như vậy thì có thể là cho cháu Lực xin các ông bà của chú anh chị Mạnh Thường Quân thì sẽ lo về cái phần khoản ngân hàng đấy cho em trước. Chứ không mà bây giờ mà cứ mà để mà nó dần dần lớn lên rồi sau này 10 năm thì người ta mới về thu một lần thì lúc đấy là em không có tiền để mà đóng đâu đấy. Bây giờ em nợ là
còn một tháng là 300, xong là lúc bố còn sống thì tháng nào bố cũng đóng cho rồi mới đi làm. Xong em với ba ở nhà, ông với em vẫn chưa biết là bố có bệnh, xong là bố vẫn đi làm, xong là bố vẫn gửi tiền về nhưng mà em không biết. Xong là bố cũng biết là mình không ở cùng người sống mới về nhà ở 5-6 hôm, đôi nào cũng ngủ với em, với em, với em của em nữa. Xong là tối nói chuyện với em, xong là sáng hôm sau là bố em đi luôn. Bố em bảo là ở nhà thì nhớ lo cho ông bà với em, bảo là cho em đi nộp ngân hàng rồi họ mới có thu đất, xong là mới có đất để nuôi ông bà. Hay bây giờ thì nếu mà để em Quân đi kiếm tiền đóng cái phần khoản ngân hàng ấy thì thực sự theo cô bác một ngày thì em mới làm được 50.000 đến 100.000, thì tháng độ đâu đó rồi tầm là được 3 triệu đi, một tháng ngày 100.000 là tháng được 3 triệu. Nhưng mà ở đây thì không có phải là ngày nào cũng đi cả, lâu lâu thì người ta mới thuê mình có một lần thôi. Thế thì về cái phần khoản ngân hàng ấy thì có sổ đàng hoàng hết chứ, có sổ không? Có sổ đúng không? Vâng. Thế thì ngày mai anh xuống nhà em thì đưa cho anh xem cái quyển sổ đấy nhá. Vâng. Anh đưa ra quyển sổ đấy rồi anh sẽ ghi hình lên cho tất cả cô bác anh chị là cũng biết. Vâng. Là phải anh phải là đi xem có cái quyển sổ này rồi. Vâng. Thì lúc mà anh đem tiền đi giả cho bên là lãnh đạo xá. Đấy, rồi thì anh sẽ lấy lại cái tờ mà đá đóng là đầy đủ, là bây giờ hiện tại em không còn nộp mà không còn nợ ngân hàng nữa. Người ta nói là hôm nay thì các em lên thì hôm qua thì cháu Lực cũng không lên được, không xuống được nhà của các em ấy cô bác, thì cũng không biết là có cái sự việc này nó xảy ra cả. Này thì em Quân thì cũng tiện thể là lên là thăm cháu Lực và cháu Lực hỏi em ấy một chút thì em ấy mới nói ra cho cháu Lực là để mà nghe thôi. Thế thì còn bây giờ thì chắc là cháu Lực cũng đưa em Hải để em đi về đó. Còn em Quân thì ấy một tí nữa thì hai anh em mình sẽ đi xuống nhà em sau. Rồi. Đấy. Thì bây giờ em ở đây đợi anh nhá. Rồi anh đưa Hải đi về đó. Rồi. Thế rồi thì hai anh em mình sẽ cùng xuống nhà em. Rồi. Thế còn và cái thước phim hôm nay thì chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác ạ. Phải nói là trong thời gian qua cháu Lực lên chia sẻ các em thì rất là vui mừng khi ngày hôm nay các em biết cháu Lực là có một chút vết thương không bác, có một chút gọi là ốm đau ấy, các em cũng mua quà này và lên thăm cháu Lực. Cháu Lực cũng rất là biết ơn các em, cháu Lực cũng coi các em như là một cái người em của cháu Lực, một cái người em trai. Bây giờ thì hiện tại thì bố mẹ các em thì không có còn nữa rồi, thì cháu Lực biết cái gì thì cháu Lực sẽ nhắc nhở các em. Thế ở đây thì không phải là cháu Lực là muốn nhắc lại những cái chuyện mà đau buồn của các em đâu, thì cháu Lực muốn rằng là cháu Lực nói qua một chút thôi cô bác, thì rất là mong cô bác anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực ở cái khoản này. Còn là cái thước phim hôm nay thì chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở chương sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác anh chị. Chào Hải, chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Con chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ.